150k anh em nhà mình ơi. Anh em nào chưa có chúng ta ấn ngay vào giỏ hàng. Diêm Tiến Medi không đồng. Tải về trong một thùng tại địa điểm Hải Phòng. Đấy, trước cũng chỉ vì nghe lời anh chị em răng em bây giờ thắng ngày này. Răng chẳng hơn. Lại anh em ơi. Tiến là nó không đánh mà không đồng. Đồng mua trắng nói thật với anh em một câu này. Nói thật anh em câu này. Anh Phú Lê với chị Kiều ấy. Bây giờ cũng có tiền có của rồi. Cái sản phẩm anh chị đang bán đấy, nó là sản phẩm bán gọi là vì cái tâm cái đức, bán vì yêu nghề thôi, sản phẩm lên men thì cái đủ đấy, chứ còn không nên lãi của anh em một đồng nào đâu. Bởi vì cái thu nhập của anh chị đến từ cái bọn gọi là làm răng men sứ kìa, tức là cứ dùng sản phẩm của anh chị xong cái tầm nửa năm sau là gặp bọn gọi nhà khoa ngay, thấy chưa, là làm men răng ngay, à, làm răng sứ ngay. Thế đâm ra là cái bọn mà nó ý là lợi nhuận của anh chị nó nằm ở cái bọn làm răng sứ cơ, không hiểu không, chứ còn cái sản phẩm này anh chị có thấm lên lãi đâu mà. À sao đại biểu Com Tum Đắk Lắk, xin chào đại biểu Tiến Berry đến từ Tokyo, thủ đô Hải Phòng. Anh ơi, anh đang đâu ơi? Anh đây. Anh đang đâu ơi? Anh đang ở Com Tum đây, bố vợ muốn xây dựng cho ông cái nhà thì anh vào, thứ nhất là hát hò mấy bài, thứ hai nữa là thì vào là mừng cho ông bà. Thế đeo nào em với anh đường đường cũng là một người trông sáng sủa như thế mà. Anh không lên dân tộc hát thì anh lại lên hẳn trên giời hát, bây giờ lại vào tận Công Tu hát cả anh Cú Lê. À, đùa. Bây giờ thôi, bây giờ các anh các em nó đưa anh đi đâu thì anh lại hát, nó đưa anh chuồng gà anh cũng hát. Bây giờ các em nó bảo là anh ơi, anh quý anh lắm mà em rất thích bài hát của anh. Bây giờ em đưa anh lên kia là anh lại đưa lại phải lên. Nó lại thích xuống dưới, anh cũng xuống dưới, anh cũng gọi là làm vui cho mọi người thôi. Ý là anh đại diện cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Mõm, cùng với các gọi là mõm cơ. Nói đùa anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe em đến ông bà thông gia của nhà Huấn nhá. Rồi anh nhận lời. Em đang đi thuê con xe để cho nó bằng bạn bằng bè đây mà nghe chừng khó khăn lắm anh ạ. Thế à, khó khăn như nào? Em cần đạn dược đúng không? Dạ. Em cần đạn dược đúng không? Nếu tiền không có tiền đổ xăng luôn. Em thiếu bao nhiêu tiền? Em nói với anh câu không phải với Tiến Bè thì nhá, anh có thể. Cái gì cơ? Hiểu chưa? Với Tiến Ba thì chỉ nói một câu thôi, không bao giờ nói câu thứ hai. Này, chính thức tuyên xin tuyên bố vua mõm ăn trực, vua mõm đi hát thiên bừng vào dưới biển. Cái gì nhỉ? Anh nhỉ? Cái đoạn tiền đó nó nói nào nhỉ? Nhưng mà đoạn tiền đấy thì anh vừa nói rồi đấy, em nhắc lại làm cái gì, chỉ nói một lần thôi. Suy nghĩ đúng không? Chưa biết xin bao nhiêu tiền anh em ơi, Tiến về đi xin tiền, chưa biết xin bao nhiêu tiền. Bao nhiêu? Quán nhà anh đi đâu? Anh cứ đổ đây bình nghĩa là... Đây bình nghĩa là bao tiền? Thằng Dũng ạ. Bảo qua đây. Anh ơi. Ơi. Bây giờ cứ đổ đây mình xong là chạy thôi anh ạ nhỉ. Đang ở Hải Phòng à? Em để đây mình để đổ đây mình bao nhiêu tiền thôi? Cần bao nhiêu tiền nói mẹ luôn đi. Đôi củ đây là đôi chủ. Đôi 20 triệu tiền xăng anh ạ. Không đến. Ok, tí anh bán cho. Dạ. Tí anh bán cho. Chắc không đấy, em run về đây. Thì lần trước là anh chào Trọng Lỗ nhá. Thế thì anh có bao giờ nói với em mà chưa chắc đâu. Đùa chứ, tôi đề nghị này, những anh chị em nào ở khu vực đồng bằng nhá, hay là thành phố này, hay là các cái tỉnh lỵ này, quanh quanh Hà Nội này, các anh chị tạo điều kiện cho anh Phú Lê anh hát đi. Bây giờ anh hết phải lên Trạm Tấu Yên Bái vùng cao, bay cả kinh khí cầu lên rồi, bây giờ giặt vào tận Công Tum này nữa. Đấy anh cứ làm gì, chính vì mọi người tạo điều kiện cho thì mới gọi là đi lên trời xuống cả biển hát đấy. Này anh ơi, ơi hôm nào anh nặn mẹ xuống biển Hải Phòng anh hát bài. Ôi trời, cái nghề của anh hát là nghề của anh mà, nó ngứa chết cả cá luôn anh ạ. Đang ở Hải Phòng à? Đừng cái gì em đang ở Hải Phòng à? Em đang đi ở Hà Nội, đang đi thuê cái xe. Rồi bảo đi mua xe, trong bây giờ lại bảo đi thuê cái xe. Anh ơi, em bỏ mua xe bao giờ, bây giờ đi thuê cái xe, cuối năm rồi.
các tháng củ mật mình trộn chó với bà gà bà mèo nó cũng phải đàng hoàng ấy nhở. À, mấy cái con xe cũ kia bốt chờ bốt trước cái dung tích đựng được ít lắm, con này cũ to nhỉ, con này là được tầm khoảng tạ chó nhở. À, thế đi đến Land Rover là trộn chó là ngon đấy nhở. Dạ, Land Rover là mấy cái thằng trẻ con nó cất đi thôi anh ạ. Hả? Em giờ chỉ có đi bộ thôi. Land Rover đi trộm chó là chuẩn quán gì nữa, nếu đang thủ đô Hà Nội. Đến lấy xe anh đi. Dạ. Anh nếu đang thuê, anh cho thuê bao tiền một tiếng ấy? Đéo ai lại thuê anh nhà anh của mày, đéo lại thuê người ta buồn cười của mẹ. Nếu mà thằng Huấn nó cho em thuê cơ, thằng đấy nó chuyên mua bán xe nó cho em thuê thì nghe còn được, anh có phải là chuyên cho thuê xe đâu. Anh Phú Lê ơi. Bố bảo anh không dám cho mượn xe của anh, đừng nói những chuyện là anh có dám không? Đưa xe máy được được. Xe máy ở nhà vứt mấy cái có chẳng ai đi. Đưa đây, có dám không? Ôi dồi ôi. À, thôi không được. Mình phải suy nghĩ lại. Mẹ xe máy là tiến be đi nó vào luôn tiện cầm đồ, nhưng ô tô đéo cắm được. Thằng nào cắm đi tù. Mình phải test lại quả này tí vào thế anh em ơi. Tiến be đi mượn xe máy nhỏ nhỏ thôi, hiểu chưa? Cầm nó dễ. Ô tô đéo cầm được. Ôi, có chỉ cầm đâu em. Ô tô không cầm được. Này ông ơi, ông ăn uống đi, tôi vừa nhìn thấy ông này, ông uống cả nước, tôi đang bán hàng đấy, ông đừng có gây ông lên là ông phải ông đừng có nhiễu sóng cái livestream của tôi nhá. Cái gì? À ừ, bố đang ở Hà Nội, nó mới chim rồi nhá. Bạn mới khen em anh em. Đó là kinh tế anh em đi lên cũng khác đúng không? Đấy. Kính gọi là Solex khét mù luôn, gọng vàng cả cọng. Là này có tiền khác, tóc tai mượt đẹp. Anh ơi. Ơi. Mà bây giờ anh có tiền thì các đéo là anh định tố giác tội phạm à? Dạo này nghe chừng có tiền cái nhìn trông đẹp trai hẳn như mặt vuông chữ điền. Tôi đi đám cưới con anh Hiệp. À, ở trên Hà Nội luôn đi. Vâng, thế là anh Hiệp anh bảo là anh thuê xe ở trên đấy mày chạy lên đánh họ vào anh gái. À. Thế em thì đi đâu mà phải xe pháo gì anh ngố nhỉ? À. Thế đi cùng đâu mà lại đi cùng cả Trọng Lỗ à? Trọng Lỗ đi cùng à? Dạ vâng. Vì, Trọng Lỗ đang đi được bên đấy. Cái tiền cọc có đâu? Anh à. Ơi. Có quả xe máy nào nó gọi là ưu hữu pin không? Xe máy đầy nhà mà. Đấy qua công ty bảo chị đưa cho. Nhưng mà chẳng anh không... là gì vậy? Anh không có nhà nên đấy đi qua lấy xe máy. Mẹ ta tưởng mày bảo lấy ô tô lấy xe máy nhà có mấy cái đấy. Xe gì? Cái này Atina đời 2003 chính chủ một đời nữ đi. À, xe của chị là xe điện, còn xe của anh là xe Jeep. Cái xe chuyên ta đi chuyên đi chợ đấy. Nói chung là nói chuyện với anh Phú cho nó vui mồm nữa, chứ còn nói chuyện về tiền bạc thì phải gặp chị Kiều nhá. À, không có là đến lấy Hắc Lây mà đi. À. Hay đến lấy Hắc Lây mà đi. Đi được không? Có lái được không? Anh hỏi chị câu. Hả? À? Gọi chị thì em biết nhà biết cửa rồi đấy, còn máy nó đang livestream đấy đâu ra mà nhiều máy thế mà gọi. Anh đi để chị ở nhà. Chị ở nhà mà chị còn công việc. Đúng rồi, như anh Phú Lê sướng nhỉ, lấy vợ đéo đi đâu đi chơi đó phải lo nghĩ gì, xe nào sợ mất vợ nhỉ. Mình chuẩn mình sợ gì. Mới là chị thì anh ở chị nhiều năm anh biết tính chị chỉ có công việc làm ăn thôi. Là một mình tao đéo chịu được. Như anh mà lấy chị Kiều là mình hàng tháng có được lương không? Kiểu gì mà trả quê chị Kiều nó trả gọi trích một phần nó quỹ hả? Anh nhá. Vâng. Không, anh vô sản, anh không có tiền. À. Anh không có tiền. Anh vô sản mà. Thế là người ta, em tưởng là người ta phải có cái phần trợ cấp cho anh hả? Không có trợ cấp cho cùng gì cả. Sao thế vậy? Có là phải tài khoản chính đâu, không trợ cấp. À đây, anh Kiều lên rồi, anh Kiều lên rồi. Bạn, tiến về đi,
đang hỏi thăm. Tiến này lên xin đẻo cái gì đấy Tiến? Đấy. Em đã bảo là từ ngày anh đến chị là anh có được trợ cấp đồng nào không? Cứ là bên chính quyền địa phương của chị ở quê chị là người ta có trợ cấp cho anh đồng nào? Sao? Bây giờ anh Phú Lê anh được có mấy cái đồng tiền lương anh ấy được mấy cái đồng trợ cấp độc hại chị cầm hết à? Cầm hết. Ê. Bà ơi. Mà đến với chị là không bao giờ có tiền. Bà ơi. Đây. Em nó đang trên Hà Nội đấy, nó bảo nó không có xe đi. Thế bảo là thế mày sang mà lấy răng Rover, tao tao đi trong này thì tao không đi xe ô tô rồi thì mày vào. Một nó lấy răng Rover, nó bảo thôi không lấy răng Rover đi, để cho em mượn xe máy thì đấy. Mày đến công ty mà lấy. Con thích của tao hay đi chợ đấy. Xe máy nó cầm nó dễ bảo chưa, ô tô của mình là không thằng nào dám cầm. Bây giờ nó đang là tháng chạp chứ nó có phải là tháng 7 mưa ngâu đâu mà sao này cứ nói chuyện răng Rover với xe này xe kia nhỉ? Tóm lại là em cần xe thì qua chị mà lấy. Đấy. Xe gì hả chị? Xe gì cũng có. Anh em nào có đùa để tấm lòng của anh chị đấy là em ok đấy. Yeah. Anh được em đấy. Ơi. Anh em. Tiến là người rời đấy anh em ạ. Tiến là người rời đấy. Người rời cái gì? Anh Duy Mạnh anh bảo là tất cả những thằng đeo kính đen, kính dâm vào ban ngày là những cái thằng đấy là đầu óc điện tử không bình thường. Tiến là xếp vào lạng đấy, không bình thường. Người ngoài hành tinh đấy. Tiến nó là xã hội đen nên nó đeo kính đen. Này, thằng này rất là đấy nhá. Ăn uống thì không mời anh chị câu nào cả. Dạ. Ăn uống anh em mua trắng răng cho anh Phú đi mọi người ơi. Ôi trời ơi, răng kìa, nó đùa đâu mà cái thằng Tiến kia chán đời không? Răng miệng. Bà ơi, bà gửi ông Tiến Medi mấy hộp cho nó đánh cho cái bộ nhá, bộ sẻng của nó, tôi nhìn cho nó vào việc ngay bà ơi, chấm răng nó kìa. Chán đời không? Răng thì đã cập ca, kiếm nó đen xì gì kia mà mày vẫn có người yêu, tao chịu. Đây là từ ngày dùng sản phẩm của anh chị này. Ôi dồi ôi. Đây. Đây mới gọi là gì, khử sạch hôi miệng mà làm trắng răng. Đây là dòng sản phẩm men trắng răng Hitoshi được chiết xuất từ đu đủ lên men. Đây chính là gì, bí quyết để Phú Lê có được hàm răng trắng bóng chắc khỏe và một hơi thở thơm to sạch sẽ. Đấy, những đỏ răng đều hoặc bắp là hàng quân tử. Đấy, những đỏ gì? Con người ta ấy, răng và tóc là mai là cái gọi là góc nhìn của con người, là cửa sổ của tâm hồn. Đấy, cho nên là gì? Anh phải chiết xuất ra cái dòng gọi Hitoshi men này này, luôn luôn có một nụ cười tỏa nắng. Đấy, 150k anh em nhà mình ơi. Anh em nào chưa có chúng ta ấn ngay vào hàng. Riêng Tiến Medi không đồng. Tải về trong một thùng tại địa điểm Hải Phòng. Đấy, trước cũng chỉ vì nghe lời anh chị răng em bây giờ tháng ngày này. Răng chẳng hơn. Lại anh em ơi. Tiến nó không đánh mà cũng răng. Rồi nói thật với anh em một câu này. Nói thật anh em câu này. Anh Phú Lê với chị Kiều ấy bây giờ cũng có tiền có của rồi. Cái sản phẩm anh chị đang bán đấy nó là sản phẩm bán gọi là vì cái tâm cái đức, bán vì yêu nghề thôi. Sản phẩm lên men từ cái đủ đấy chứ còn không lấy lãi của anh em một đồng nào đâu, bởi vì cái thu nhập của anh chị đến từ cái bọn gọi là làm răng men sứ kìa. Tức là cứ dùng sản phẩm của anh chị xong cái tầm nửa năm sau là gặp bọn gọi nhà khoa ngay, bây giờ là làm men răng ngay, làm răng sứ ngay. Thế đâu là cái bọn mà nó ý là lợi nhuận của anh chị nó nằm ở cái bọn làm răng sứ cơ, không hiểu không? Chứ còn cái sản phẩm này anh chị có thấy lấy lãi đâu mà sản xuất bao nhiêu bán bao nhiêu luôn đấy. Đi đâu Diễm Quỳnh lại ở nhà rồi. Đang trợ giá 133k à, ok con nhá. Như thế là TikTok đang trợ giá cho các con đấy. Anh em là đi xuống đi để cho anh bán hàng đi. Rồi. Anh đủ view chưa? À rồi, ok. Đi. Cái này. Chị Kiều lúc đầu tưởng gọi là quả kèo này chui chứ. Cười như cha chết mẹ chết. Ôm cua phát bạn đi, đuổi ngay.